Vi trùng, vi khuẩn hả? Đừng hòng đu đưa vô nhà chị. Diệt hết, diệt hết. Cái gì đây? Hung thủ là ai? Dấu chân qua vậy? Trời đất ơi, vừa hết nhà rồi. Con đây mẹ. À! Con vô nhà hồi nào dẫm đây nhà mẹ không hay vậy? Hả? Tại sao vậy cô Bin? Mẹ đã dọn dẹp nhà cửa từ sáng đến giờ sạch bon, diệt biết bao nhiêu con vi trùng vi khuẩn, bây giờ còn một con to đùng ở đây là sao? Chạy nhảy ha, dơ nha, lao khắp nhà rồi bây giờ giấu chân con không ha. Chạy cho cố vô. Bây giờ mồ hôi mồ kê không kìa. Để đó, để mẹ đi lấy khăn lao cho. Trời ơi à. Ôi, đổ mồ hôi hết trơn rồi nãy không. Chết rồi, con bị sốt rồi. Con đã bị bệnh tấn công rồi. Không được, không được, không được, không được. Trời đó, em mày lấy thuốc cho con uống. Đây, con phải uống thuốc, con hiểu không? Uống thuốc mà hết bệnh. Không, mình không cho nó bệnh luôn. Mình phải uống trước, từ khi nó trước khi bệnh luôn. Ngăn bệnh, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Uống đi con. Đỡ chưa, đỡ chưa? Ngoan quá, giỏi quá. Vậy là con sẽ không bị bệnh nữa. Tôi là Thảo, thần bảo vệ sức khỏe gia đình, luôn hất văng mọi vi khuẩn và diệt trừ mọi hiểm họa bệnh. Ôi, nóng quá nóng. Trời gì mà nóng như thiêu như đốt. Ra nắng một chút mà mờ mắt luôn à. Cháy phỏng cả da. Ôi, ai nóng? Nóng, nóng. Má, má nóng chứ ai. Má nóng hả má? Ừ. Vậy là má bị sốt rồi. Đây, cái gì? Thuốc hạ sốt, má uống liền đi. Thuốc, má có bị gì đâu mà uống thuốc. Má nói là má nóng, là má sốt rồi. Bây giờ mình phải phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình phải tham gia hưởng ứng chiến dịch đón đầu bệnh, má hiểu không? Uống đi má. Thì thôi con. Uống đại phải không? Không, uống này thuốc rất là tốt. Mình rồi. Sẽ không còn bệnh nữa, mình đề phòng từ trước rồi, khi mà bị rồi, bệnh luôn. Rồi, má biết rồi. Ha ha, number one. Thôi, anh hát gì vậy? Anh hát gửi tặng cho em bó hoa này nè. Là sao? Là ý anh hát rồi, xong anh cầm cái bó hoa này, anh mới vừa mua luôn. Anh dành tặng cho em, để anh cảm ơn em, khen ngợi em là trong ngôi nhà này em lo từ A cho tới Z hết. Sạch sẽ nè, rồi tươm tất, nói chung là mát mẻ nhà cửa. Tặng em. Cảm ơn tấm lòng của anh. Nè, em xin nhận tấm lòng của anh. Nhưng mà hoa này rất là nhiều vi trùng và vi khuẩn nên là anh để xa em ra. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa vi trùng hả? Trời ơi, anh có biết là em dọn biết bao nhiêu vi trùng vi khuẩn không? Mình không nó để kỹ lắm đó con. Thôi vậy em để trên bàn. Để ra, đi ra đi anh. Anh biết không, mình phải đang tham gia một chiến lược là đón đầu bệnh. Đón đầu bệnh? Dạ, đúng rồi đó. Ủa là sao không hiểu gì hết trơn vậy? Có nghĩa là nhà mình mà có ai sắp bệnh là hay bệnh, em phải chặn trước, em cho không còn bệnh luôn. Rồi, đúng rồi, rồi đó. Biết rồi. Em nói đúng rồi đó ba. Mày giỏi lắm á. Bệnh nào cũng có chữa hết đó. Trời đất ơi, bệnh nào cũng có thuốc chữa hết luôn dạ. Hả? Dạ, con nóng luôn. Chết, em bệnh rồi hả? Con nóng hả? Con, nè. Uống thuốc hạ sốt. Uống thuốc hạ sốt liền đi con. Đây, em. Đâu, con. Không được. Nhanh lên uống. Không được. Cho con uống thuốc gì vậy? Dạ, thuốc hạ sốt đó anh. Ở đâu ra vậy? Trời đất ơi, cô Bin. Tự nhiên cái em cho con uống ba cái thuốc gì vậy hả? Đây là thuốc hạ sốt. Hạ sốt cái gì? Bây giờ em coi con bao nhiêu độ, rồi sao uống thuốc đàng hoàng, phải đi khám chứ tự nhiên uống từ lưa tà la như vậy không có được. Không có cần thiết đâu anh. Bây giờ mình chỉ hơi ấm là mình uống liền thì không có bệnh cho nên. Đúng rồi đó con. Sau này. Chờ chút xíu. Thử em sao nè. Cái gì mà uống thuốc từ lưa tà la vậy? Điện thoại của anh mà. Số lạ. Hoa có đẹp không anh? Cho em xin hỏi cảm xúc của người nhận. Ai? Gì vậy? Ai nhắn tin cho anh? Ai?
ai tặng hoa cho anh rồi anh đem về anh tặng cho tôi đúng không? Trời ơi, em nói năng gì kỳ cục vậy? Anh tặng cho em chứ tặng cho ai? Thì tin nhắn nè, rõ ràng là ai tặng cho anh rồi còn hỏi cảm xúc của anh nữa nè. Trời ơi. Mẹ ơi, con bị tiêu chảy rồi. Tôi không có nói chuyện với anh nữa, lo cho con. Nè, có phải là con thấy ba con nháy mắt rồi con giả bộ đau bụng không? Không có, sáng là con đi nhiều lần rồi. Thôi mẹ lấy thuốc tiêu chảy cho con. Nước bệnh nặng tiêu chảy hả? Lấy thuốc tiêu chảy tùm lum tà la, bệnh vậy nè con của tôi. Cái gì nữa vậy? Em lấy thuốc gì cho con nữa vậy? Lấy thuốc tiêu chảy. Nè nè nè, em cho uống thuốc bậy bạ vậy đó hả? Anh cấm em nha, không được lấy thuốc cho gia đình uống tùm lum tà la nghe chưa? Nè, anh quá đáng á. Đưa thuốc đây em cho con uống. Tự nhiên cho con thuốc anh giật lại là sao? Anh không nè. Có cho em. Hai đứa tụi bay không có được cãi nhau nữa, lo cho thằng nhỏ trước đi. Bệnh nặng tới nơi rồi mà lo cãi lộn nữa. Mệt quá. Anh ở yên đó đi, tôi lo cho con xong rồi tôi tính chuyện anh. Rồi, để mẹ. Alo, bác sĩ ơi. Chào bác sĩ. Dạ, bác sĩ xin chào anh chị. Bác sĩ ơi, thật sự thì ngày hôm nay hai vợ chồng em đến đây á, là em cũng thắc mắc, em bực bội về vấn đề vợ em. Có cái chiến dịch gì mà... Dạ, đón... chiến lược đón đầu bệnh. Wow. Đó, em không biết đón đầu chi. Bệnh nó tới thì nó ập tới thôi, rồi bệnh thôi, uống thuốc thôi. Có gì mà phải đón đầu nó chứ, đúng không? Trời, bác sĩ? Trời, nói vậy mà cũng nói được. Bác sĩ coi, bác sĩ tưởng tượng đi. Bây giờ thì không khí ô nhiễm, thức ăn ô nhiễm. Nói chung là em cảm thấy ở trong gia đình của em là vi khuẩn, vi trùng lúc nào nó cũng từ bên ngoài nó ập vào trong nhà. Và em lau dọn suốt cả ngày không bao giờ ngừng lại. Và em cảm thấy lúc nào cũng dơ hết. Cho nên là nó quá nhiều cái nó đang đe dọa hạnh phúc gia đình mình. Nên là em phải bảo vệ gia đình em bằng cách là em thực hiện chiến dịch đón đầu bệnh. Nói chung là bệnh chưa xuất hiện là em phải đề phòng. Coi như là em thấy dấu hiệu là cho uống thuốc. Nhưng mà chồng em lại la em không hiểu luôn. Em cho bác sĩ nói. Cho bác sĩ nói đi nha. Bác sĩ hiểu em không bác sĩ? Hiểu, bác sĩ hiểu chị lắm. Có mệt không? Mệt. Mệt lắm đúng không? Trước khi đến đây là vợ chồng em cãi nhau rất nhiều đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Bác sĩ muốn nói gì bác sĩ nói đi bác sĩ. Dạ. Quá bất an đúng không nào? Dạ. Cuộc sống mình quá bất an bởi vì chúng ta đang sống với rất nhiều luồng thông tin hàng ngày đưa tin. Nào là không khí ô nhiễm, ra đường không dám hít thở. Nào là thực phẩm thức ăn nhiễm bẩn, ăn không dám ăn. Vậy chúng ta sẽ sống như thế nào đây? Nhưng nếu mà chúng ta sống giống như là chị nhà mình đây là đón đầu bệnh thì chúng ta sẽ thêm một cái luồng hại cho sức khỏe nữa, đó là tác dụng phụ của thuốc. Thấy chưa? Ủa, có tác dụng phụ của thuốc hả bác sĩ? Đúng rồi. Rồi bây giờ cái câu chuyện mà thuốc men khi mà bác sĩ cho mình á, tại sao lại có tên chữ là thầy thuốc? Thầy thuốc có nghĩa là thầy của các bài thuốc, đúng không nào? Nghĩa là thuốc nào nó là dược chất. Khi mà chúng ta mở cái thông tin kê toa của thuốc ra, ngay cả một gói thuốc hạ sốt hàng ngày ở nhà của chúng ta hay cho bé sử dụng, nó đều là tác dụng phụ, chỉ định sử dụng khi nào, tác dụng phụ của thuốc. Thì chúng ta sẽ thấy là một cái thuốc có một vài cái chỉ định sử dụng, nhưng tác dụng phụ thì một lóc luôn, đúng không nào? Bác sĩ biết không? Em không về kịp lúc đi ha. Là hạ vợ của em hả, cho con của em uống, tự nhiên tiêu chảy từ sáng cho tới chiều luôn, trời tiện cho uống thuốc vô, uống 2-3 viên luôn, em ngăn cản rồi xong đứng dậy hả, rồi sần sổ nạt em nữa. Không phải, vậy chồng cũng phải thông cảm cho vợ, bởi vì chúng ta xuất phát từ tình yêu thương, lo lắng một cách quá mức thôi. Nhưng mà yêu thương gì kỳ cục vậy? Bây giờ bác sĩ sẽ giải thích cho mình hiểu thì chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề này nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Không chỉ chị nhà mình đâu nha. Dạ. Hiện tại bác sĩ đã khám và tư vấn cho rất nhiều trường hợp em bé mà được cha mẹ sử dụng những cái thuốc không qua kê toa của bác sĩ một cách rất là bừa bãi. Hoặc thậm chí các mẹ còn lên mạng xã hội chia sẻ nhau những thuốc này bắt buộc phải có ở nhà trong tủ thuốc gia đình là đồng ý rồi. Dạ. Và hướng dẫn nhau cách sử dụng một cách rất là lan tràn. Dạ. Và đứa trẻ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc nhiều hơn là tác dụng có lợi mà chúng ta mang lại. Khi mà một cái loại thuốc mà chúng ta muốn cung cấp cho trẻ thì một bác sĩ sẽ thăm khám cho trẻ và sẽ đặt lên cái bàn cân với chẩn đoán này thì có cần dùng thuốc hay không. Yeah. Nếu mà dùng thuốc thì tác dụng có lợi nhiều hơn hay là tác dụng phụ của nó nhiều hơn.
Nếu mà bác sĩ thấy rằng là à, tác dụng phụ của nó một dọc như vậy nè, ảnh hưởng đến đứa trẻ, nguy cơ cao nhiều hơn là các tác dụng có lợi của thuốc mang lại, thì bác sĩ sẽ tư vấn cho gia đình à, trường hợp của con mình không cần sử dụng thuốc. Do đó khi mà đi khám bệnh mà bác sĩ nói à, con mình chưa cần sử dụng thuốc, chúng ta hãy về theo dõi, thì chúng ta phải mừng nha. Bởi vì có rất là nhiều ba mẹ khi mà đi khám bác sĩ về, bác sĩ không cho dùng thuốc, rất là đau đầu. Ồ, à, tại sao bác sĩ không cho thuốc này? À, tại sao bác sĩ không cho thuốc kia? Ha, bởi vì bác sĩ sẽ cân nhắc những cái vấn đề đó à, và cái câu chuyện mà sử dụng thuốc, lạm dụng thuốc để mà điều trị hỗ trợ triệu chứng, ví dụ như hạ sốt, giảm đau, tiêu chảy, nôn ói, ói mửa, nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn đi sâu hơn, đó là cái vấn đề lạm dụng kháng sinh. Khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định một cách vô tội vạ, không chỉ là chúng ta diệt đi những cái loại vi khuẩn có hại gây bệnh mà chúng ta còn diệt luôn những loại vi khuẩn có lợi. Yeah. Hiện tại người ta đã nghiên cứu trong cơ thể chúng ta rất nhiều loại vi khuẩn, hệ vi khuẩn có lợi của cơ thể, mà nó sẽ tạo ra giống như một cái hệ sinh thái để bảo vệ cơ thể mình. Khi mà sử dụng thuốc đó, thì không nên là đón đầu bệnh. Bởi vì có những loại bệnh nếu mà là bệnh thực sự, nó sẽ diễn tiến theo từng giai đoạn như vậy. Giờ chúng ta có dập thuốc vô trước, mình cũng không ngăn được diễn tiến tự nhiên của bệnh. Dạ thưa bác sĩ ơi, bác sĩ cho hai vợ chồng em biết là những cái triệu chứng, là cái những cái biểu hiện mà biết được là trẻ đang ngộ độc cái kháng sinh đó. Không chỉ là kháng sinh mà tất cả các loại thuốc khác, nếu mà chúng ta lạm dụng thuốc một cách bừa bãi, không đúng chỉ định, thì đứa trẻ hoặc là người sử dụng thuốc sẽ đối diện với nguy cơ phản ứng phản vệ nặng hơn, có thể là sốc phản vệ, hay người ta gọi là dị ứng thuốc. Đã có rất là nhiều trường hợp chúng ta sử dụng thuốc một cách bừa bãi và đứa trẻ bắt đầu khó thở, thở rít, nổi mẩn đỏ, mề đay toàn thân, rồi nhập viện không kịp luôn, sưng mắt luôn đúng không bác sĩ? Chính xác, đó là những phản ứng dị ứng thuốc. Dạ, nhờ bác sĩ đây là nói thì em mới biết là em đã sai, tức là em đã sử dụng cái cách không có đúng, dù là lý do thì rất là chính đáng là bảo vệ gia đình của mình, mà mình làm như vậy là mình không có kiến thức, thì đâm ra mình lại hại. Trời ơi, bây giờ con em nó cũng bị tiêu chảy, giống như bác sĩ nói em làm em rất là lo. Nên là em cảm ơn bác sĩ đã cung cấp thông tin, bây giờ em có kiến thức rồi, em về em sẽ không có cho uống thuốc bậy bạ như vậy nữa. Rồi, luôn luôn nhớ thuốc thì đều có tác dụng có lợi, và bên cạnh đó thì có rất nhiều tác dụng phụ và tác dụng có hại. Do đó người sử dụng thuốc lúc nào cũng phải am hiểu và phải cân nhắc cho từng trường hợp cụ thể chúng ta có cần phải sử dụng hay không. Bác sĩ thương chúc gia đình mình luôn hạnh phúc như vậy, và tất cả mọi người trong thành viên luôn vui và khỏe. Có bất kỳ những cái câu hỏi thắc mắc gì về bệnh hoặc là thuốc thì gia đình hãy cứ alo bác sĩ nghe.